vào bông hoa. Với bông hoa này các bạn có thể sử dụng rất là ít giấy và cái độ che phủ trên một cái backdrop rất là lớn. Chúng mình cùng làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái loại hoa cũng từ cánh hoa amber. Mình sẽ làm hai, làm ba mẫu cánh. Mỗi mẫu này sẽ gồm 5 cánh hoa. Và các bạn lưu ý nhớ là phải xẻ cánh như này nhé. Và bây giờ mình bắt tay làm. Đầu tiên là các bạn mình sẽ làm, bao giờ cũng làm từ cái cánh lớp to nhất. Mình sẽ bắt cánh hơi chéo một chút. Bắt cánh chéo chéo nhẹ như thế. Lần này mình sẽ bắt cánh trước. Bạn bắt cánh nhẹ, chéo chữ V rất nhẹ, rất nhỏ. Lần lượt các bạn bắt cánh. Bẻ cánh ra ngoài một chút.
tiếp tục là cái lớp số 2 mình cũng làm. Lần này mình không làm so le nhau, mình muốn nó vào giữa. Mình không làm so le mà mình sẽ làm lần lượt như vậy. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của Sushi Paper Art.